Bản tin thời sự an ninh tối mùng 8 tháng 7. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình an ninh xã hội trong nước. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Khởi tố vụ án tài xế làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Hà Nội phá đường dây cho vay lãi tới 360% một năm. Công an xác minh thông tin thí sinh chụp đề thi toán chuyển ra ngoài. Phát hiện gần 3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc. Khởi tố tài xế chống lệnh cảnh sát chạy lùi tốc độ cao trên quốc lộ khổ sở vì hàng xóm thu gom phế liệu bốc mùi hôi nồng nặc. Vợ nằm trên nắp capo đánh ghen, chồng vẫn lao xe đi. Cố tình chuyển tiền nhầm, thủ đoạn tinh vi nhằm lừa đảo, ép vay nặng lãi. Thuê xe cầu để trộm vật tư công trình điện đi bán phế liệu. Chủ phòng khám ở thành phố Hồ Chí Minh chở cô gái qua đời do nâng ngực đến trại hòm ở Trà Vinh, xưng là nhà từ thiện. Dừng dầu cây bang liên tục chảy máu. Về tình hình cụ thể, khởi tố vụ án tài xế làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Ngày 7 tháng 7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, phát hiện vào ngày mùng 3 tháng 7 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang thuộc phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo đó, khoảng 10 giờ ngày mùng 3 tháng 7, Nguyễn Văn Móm, sinh năm 1987, cư trú tại thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, điều khiển ô tô tải khởi hành từ chợ Bình Điền, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh với mục đích đến giao hàng tại khu công nghiệp Bình Long, Châu Phú. Trong quá trình này, Móm đã đến giao và nhận hàng tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên đến 18 giờ cùng ngày, khi đi qua chốt kiểm soát dịch Vàm Cống, thành phố Long Xuyên thì Móm khai gian lịch trình là đến từ xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Móm đến bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang test nhanh COVID-19 nhưng không chờ nhận kết quả khi có kết quả test nhanh, tài xế móm dương tính với COVID-19. Lực lượng y tế huyện Châu Phú đã chở móm quay lại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm PCR và cho kết quả dương tính, nên móm được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành điều trị. Qua xác minh, anh TVBE, chủ tại ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, đã có làm việc với móm nhiều lần trong quá trình vận chuyển hàng từ xe ô tô của móm đến khu công nghiệp Bình Long. Ngày 4 tháng 7, anh E có kết quả dương tính với COVID-19. Hiện cơ quan điều tra công an thành phố Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ án và sẽ xử lý nghiêm đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Hà Nội phá đường dây cho vay lãi tới 360% một năm. Ngày mùng 7 tháng 7, Trung, tức Trung Trọc cùng 12 đồng phạm bị cục cảnh sát hình sự Bộ công an khởi tố để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trung có 3 tiền án tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản. Theo cảnh sát, năm 2018 Trung tập hợp nhiều đàn em giang hồ để mở đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn Hà Nội. Để, để tránh bị để ý, Trung mở quán karaoke làm nơi tập kết. Nhóm của Trung chủ yếu cho các khách hàng vay dưới hai hình thức. Vay lãi nằm nghĩa là trả lãi hàng ngày với mức 3.000 đến 10.000 đồng trên 1 triệu một ngày, còn gốc trả cuối kỳ, tương đương lãi suất 108 đến 360% một năm. Hình thức thứ hai là vay bốc họ, ví dụ người vay 100 triệu đồng trong 60 ngày chỉ được nhận về 90 triệu đồng nhưng phải viết giấy vay 120 triệu đồng. Mỗi ngày con nợ phải đóng 2 triệu đồng, tương đương lãi suất 120% một năm. Trước khi đồng ý cho vay, trung cử đàn em đi kiểm tra chỗ ở, điều kiện kinh tế, nơi làm việc của khách hàng. Người vay sau đó phải để lại các giấy tờ như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu để làm tin và viết giấy vay nợ. Với người chậm trả tiền, trung cho đàn em đến nhà gây rối, đe dọa cho đến khi lấy được nợ. Bước đầu cảnh sát xác định, nhóm này đã cho vay hơn 4,6 tỷ đồng và thu về hơn 1 tỷ đồng tiền lãi. Công an xác minh thông tin thí sinh chụp đề thi toán chuyển ra ngoài. Trước thông tin đề thi môn toán chiều nay bị lọt ra ngoài trong thời gian thí sinh đang làm bài, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã phối hợp với cơ quan công an để điều tra. Ông Mai Văn Trinh, cục trưởng cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, khi có thông tin trên mạng xã hội, ban chỉ đạo thi quốc gia đã nắm bắt và phối hợp với cơ quan công an để điều tra làm rõ. Cũng theo ông Trinh, từ trước đến nay luôn có tình trạng làm nhiễu thông tin, sửa ngày sửa giờ khi tung đề thi lên mạng trước mỗi kỳ thi. Vì vậy, Ban Chỉ đạo thi quốc gia đã phối hợp cùng cơ quan công an để điều tra xác minh. Khi nào có kết quả, Ban Chỉ đạo thi sẽ thông tin cụ thể, ông Trinh nói. Trước đó, trên mạng xã hội đã xôn xao về việc tài khoản tên là TG bị nghi làm lọt đề thi môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021 trong giờ làm bài thi. Cụ thể vào khoảng 15 giờ 50 vẫn trong thời gian thí sinh đang làm bài, người này bình luận với một hình ảnh được cho là đề thi môn toán. Giải dùm bé nhà em câu 36, 38, 40, 41 với ạ, gấp ạ. Đáng nói là hình ảnh được chụp vẫn được đặt trên bàn phòng thi và còn nguyên số báo danh lẫn phiếu trả lời trách nhiệm của thí sinh đó. Phát hiện ga tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc Tổng Cục Quản lý Thị trường cho biết, ngày 7 tháng 7, Đội Quản lý Thị trường số 19, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, công an huyện Thạch Thất, đột xuất kiểm tra cơ sở kinh doanh tại Làng Kim 1, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện khoảng 2.800 kg các loại thịt, sườn bò, trâu lợn đông lạnh, chân gà đùi gà đông lạnh. Chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Khởi tố tài xế chống lệnh cảnh sát, chạy lùi tốc độ cao trên quốc lộ. Ngày 7 tháng 7, Công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Cương, sinh năm 1971, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, về tội chống người thi hành công vụ. Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 9 giờ ngày 3 tháng 7, Tổ công tác phát hiện ô tô bầu biển kiểm soát 38A 15493 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam, đoạn qua phường Hưng Chí, thị xã Kỳ Anh, không có tem kiểm định an toàn kỹ thuật phương tiện nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, thời điểm này, tài xế Cương không xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra, mà hạ kính chắn gió xuống để giải thích. Lúc này tổ kiểm tra yêu cầu chủ phương tiện dừng xe xuống kiểm tra, nhưng nam tài xế không chấp hành, rồi nhanh chóng lùi xe với tốc độ cao trên quốc lộ 1A để bỏ chạy. Thời điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông đã huy động lực lượng phương tiện đuổi theo, yêu cầu tài xế chấp hành hiệu lệnh. Vì tài xế lùi xe với tốc độ nhanh, gây nguy hiểm cho người đi đường, cảnh sát giao thông phải dùng xe máy chặn ngang phía đầu và đuôi xe, lúc này tài xế mới chịu dừng lại. Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, công an thị xã Kỳ Anh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với tài xế về tội chống người thi hành công vụ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Khổ sở vì hàng xóm thu gom phế liệu bốc mùi hôi nồng nặc. Tại khu dân cư đông thành phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua một hộ dân sống trên đường 7A đã chiếm dụng hai thửa đất trống chưa xây dựng của hai hộ dân làm điểm tập kết phế liệu. Cứ mỗi buổi sáng mở cửa ra là mùi hôi hóa chất ở bãi thu gom phế liệu ập vào, khiến chúng tôi khổ sở lắm. Người dân có góp ý thì họ nói, mỗi người mỗi nghề, không ai được xen vào cuộc sống của ai. Vài lần chúng tôi chứng kiến chủ đất đến để bảo họ chuyển đồng phế liệu ấy đi, nhưng họ cố thủ trong nhà không ra nên cũng chẳng nói chuyện được. Bạn đọc cho hay. Theo thông tin từ bạn đọc, hai đồng phế liệu được thu gom từ nơi khác chuyển đến. Chủ của cơ sở thu gom này sẽ phân loại, lựa giấy nhựa để bán, còn rác thải không dùng được thì vứt qua một bên. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn có nguy cơ dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng. Dựa trên hình ảnh và clip bạn đọc cung cấp, phóng viên đã liên hệ với chị Võ Thị Bạch Tuyết, cán bộ môi trường phường Tân Đông Hiệp. Sau khi kiểm tra, chị Tuyết xác nhận có sự việc trên và cử cán bộ môi trường của phường xuống làm việc, lập là biên bản đối với chủ cơ sở thu gom phế liệu là bà NTD. Trong biên bản làm việc với cán bộ môi trường sáng ngày mùng 5 tháng thu gom phế liệu là bà NTD. Trong biên bản làm việc với cán bộ môi trường sáng ngày mùng 5 tháng 7, bà D trình bày Trước đó gia đình bà đã thuê hai thửa đất mà hai hộ dân chưa xây nhà để làm bãi thu gom nhựa nên không phải là tự ý lấn chiếm như thông tin bạn đọc đã phản ánh. Bà D cũng nhận sai vì để phế liệu tràn ra lòng đường và hứa sẽ sớm dọn dẹp sạch sẽ để che mặt bằng hai thửa đất cho hàng xóm. Vợ nằm trên nắp capo đánh ghen, chồng vẫn lao xe đi. Ngày 7 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ đánh ghen trên đường. Vụ việc xảy ra vào sáng 7 tháng 7 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn dốc khế, Khu phố Xuân Sơn thuộc địa phận huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Theo như lời của một số người dân chứng kiến vụ việc cho hay, người vợ khi bắt gặp chồng mình chở người tình trên xe ô tô đã lập tức trèo lên nắp capo nhằm chặn xe lại và muốn hai người xuống xe. Tuy nhiên, mặc vợ đang bám trên nắp capo, người chồng vẫn ngồi trong xe và di chuyển với tốc độ khá nhanh. Sự việc khiến người xem không khỏi bức xúc và lo lắng cho sự an nguy của người vợ. Chiều mùng 7 tháng 7, xác nhận với phóng viên Ngọc Lặc chia sẻ, hiện Ủy ban Nhân dân thị trấn đã nắm được thông tin ban đầu và đang giao cho công an xử lý. Người đánh ghen và người bị đánh ghen đều sống trên địa bàn thị trấn nhưng sống ở hai khu phố khác nhau. Theo thông tin ban đầu, trước đó người vợ cũng nghe nhiều thông tin chồng có bồ nên hôm đó phát hiện chồng đang chở người phụ nữ khác trên xe nên đã chặn lại. Thậm chí người phụ nữ này còn nằm trên nắp capo nhưng sau đó người chồng vẫn tiếp tục điều khiển xe mặc vợ đang nằm trên đó. Theo clip chia sẻ, đi được một đoạn tới đoạn rẽ vào đường làng, người chồng xuống xe kéo vợ xuống và có tát vợ một cái khiến chị này bỏ chạy. Theo đại diện Ủy ban nhân dân thị trấn Ngọc Lặc, người phụ nữ bắt gặp chồng chờ phụ nữ khác làm nghề tự do, gia đình cũng không khá giả lắm, bao năm làm ăn họ tích cóp mới mua được chiếc xe ô tô. Còn người phụ nữ ngồi trong xe hôm đó đã có gia đình, chồng người phụ nữ này làm bảo vệ ở một công ty gần đó. Hiện công an đang xác minh làm rõ, nếu có chuyện quan hệ ngoài luồng thì sẽ xử phạt về vi phạm luật hôn nhân gia đình. Ngoài ra hành vi điều khiển giao thông khi có người đang nằm trên nắp capo sẽ được giao cho phòng cảnh sát giao thông làm rõ và xử lý thủ đoạn tinh vi nhằm lừa đảo, ép vay nặng lãi. Thời gian gần đây, một số tài khoản cá nhân bỗng dưng nhận được một khoản tiền, xong chỉ sau đó một thời gian ngắn, có đối tượng tìm đến đòi tiền cho vay kèm theo lãi suất ở mức cắt cổ. Điển hình, trường hợp của một người phụ nữ tên O trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Ngày 12 tháng 6, chia sẻ trên trang cá nhân, chị cho biết, cùng ngày chị bất ngờ nhận được hơn 45 triệu đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng cùng với nội dung đính kèm khó hiểu. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, một tài khoản Zalo lạ kết bạn với chị và nói rằng công ty tài chính đã giải ngân khoản vay của chị. Theo như cách nói của họ thì chị trở thành một người vay nợ. Biết mình không thực hiện bất cứ thủ tục vay mượn nào trên mạng, chị O đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Trong lúc này, đối tượng chuyển nhầm tiền liên tục nhắn tin qua lại. Sau khi biết hành vi lừa đảo của mình không thành, đối tượng trên lập tức đổi thái độ, nhắn nhiều tin cho chị với nội dung ham dọa. Chị O cho biết đã thực hiện các thủ tục tra soát với ngân hàng, đồng thời giao toàn bộ số tiền cho cơ quan công an giải quyết. Gần đây, một trường hợp khác tự nhiên nhận được khoản tiền trị giá 20 triệu đồng, cô đê mượn. Đang băn khoăn không biết ai chuyển nhầm tiền, thì chủ nhân tài khoản này nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ, nói là chuyển nhầm và xin lại. Theo chị này, đây là số tiền chị ta cần gấp để làm phẫu thuật cho con. Vì cần gấp nên người phụ nữ này liên tục gọi điện nhắn tin, thúc ép phải chuyển lại cho họ số tiền chuyển nhầm đó. Bằng kiến thức ngân hàng có được, chủ tài khoản này yêu cầu người phụ nữ gọi điện đến đòi tiền có giấy xác nhận của ngân hàng rằng cô ta đúng là chủ tài khoản. Sau khi nghe yêu cầu, người phụ nữ chuyển nhầm lặn mất tâm. Biết không ổn, người này ra ngân hàng yêu cầu in sổ phụ và xem tiền của ai chuyển cho mình thì vỡ lẽ nó là của một người đàn ông tên Lương Văn Thành, chuyển từ Vietcombank với nội dung cho đề vay trong thời hạn 45 ngày. Theo cách giải thích của ngân hàng, sau thời hạn 45 ngày, chủ tài khoản đó sẽ xuất hiện và đòi khoản số tiền 20 triệu đồng cùng lãi suất cắt cổ. Nếu không trả, họ sẽ cho người tới quấy phá vì có bằng chứng chuyển tiền với nội dung cho vay trên điện thoại. Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội, thời gian gần đây cơ quan công an đã ghi nhận một số trường hợp có dấu hiệu lừa đảo trong việc chuyển nhầm tiền vào tảo trong việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản. Cụ thể như trường hợp anh Vũ Hoàng Tê, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội mới xảy ra gần đây là một ví dụ. Vào một buổi trưa, anh Tê thấy tài khoản nổ một khoản tiền hơn 2 triệu đồng vào tài khoản. Đang suy nghĩ xem ai gửi cho mình, thì khoảng 30 phút sau, có một số điện thoại lạ gọi đến với anh, giọng một phụ nữ hết sức ngọt ngào chị ta cho biết đã lỡ chuyển nhầm cho anh T và mong được anh chuyển lại. Chị ta cũng nói rằng hiện đang ở nước ngoài nên nhớ anh đăng nhập vào dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua một đường link. Không ngờ sau khi điền xong các thông tin, anh T phát hiện thấy mấy chục triệu đồng trong tài khoản của mình đã bị rút sạch. Luật sư Nguyễn Thanh Hà, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, việc chuyển tiền nhầm qua tài khoản là thủ đoạn lừa đảo khá tinh vi. Nếu người nhận được tiền vội vã trả tiền lại cho người gọi đến mà không xác minh rõ số tài khoản ngân hàng, chứng từ chuyển khoản thì sẽ rất phức tạp. Còn nếu đúng như hạn trả nợ, chủ tài khoản đã chuyển nhầm tiền xuất hiện và yêu cầu bên nhận thanh toán thì họ cũng khó có thể từ chối vì thông tin chuyển khoản đã lưu trên điện thoại và có chứng từ ở ngân hàng. Luật sư Hà Thông tin theo điều số 228 và 579 Bộ luật dân sự năm 2015, khi tình cờ nhận được khoản tiền lạ từ người chưa từng có mối quan hệ với mình và cũng không có bất cứ giao dịch nào với họ liên quan đến số tiền này, người nhận được xem là người đang chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật. Vì vậy người nhận phải hoàn trả cho chủ sở hữu hoặc giao nộp số tiền đó cho ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết để nhận lại. Còn theo đại diện của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội, khi chủ tài khoản bỗng dưng nhận được một khoản tiền chuyển nhầm cho mình thì cần làm theo các bước sau. Một là không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân, nếu đó là tiền chuyển nhầm thật thì sẽ có đại diện ngân hàng liên hệ để làm việc, hoặc người dân có thể chủ động liên hệ với ngân hàng để thông báo. Nếu là số tiền nhỏ thì chủ tài khoản có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại. Còn đối với số tiền lớn thì chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh. Hoặc người dân cũng có thể liên hệ với cơ quan công an để giải quyết. Người dân tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng, tránh bị phiền toái sau này. Đồng thời không chuyển hoàn vào một tài khoản khác với tài khoản đã chuyển cho mình, phải chờ ngân hàng giải quyết trước. Khi nhận được điện thoại từ ngân hàng, bạn cần kiểm tra xem có đúng là số của ngân hàng không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp. Đặc biệt không bao giờ cung cấp mã OTP, tên đăng nhập, password của tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai, kể cả họ có tự xưng là người thân, bạn bè, nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng. Thuê xe cầu để trộm vật tư công trình điện đi bán phế liệu Chiều mùng 7 tháng 7, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, Đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Thiên, sinh năm 1991, ngụ tại xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng Huỳnh Minh Hiếu, sinh năm 2000, ngụ tại xã Phú Sơn, huyện Trợ Lách, tỉnh Bến Tre, được xác định là đồng phạm, cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, vào ngày 30 tháng 6, Công an huyện Dương Minh Châu tiếp nhận tin báo từ Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Dịch vụ TTT có trụ sở tại phường 9, quận 3, thành phố Xây dựng và Thương mại Dịch vụ TTT có trụ sở tại phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đang thực hiện các công trình tại ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu bị mất trộm nhiều tài sản, gồm dây điện, cuộn cáp, pa điện, tấm tôn chống lầy, tó tròn có trọng lượng từ 150 kg đến trên 17 tấn với giá trị tài sản mất trộm trên 1 tỷ đồng. Qua điều tra, công an huyện Dương Minh Châu đã xác định được đối tượng Phạm Văn Thiên và Huỳnh Minh Hiếu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đang lẩn trốn tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngày mùng 2 tháng 7, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp với công an thành phố Thuận An tiến hành bắt giữ hai đối tượng Thiên và Hiếu, thu giữ tăng vật được nhiều tới điện 3 pha có công suất từ 5 kWh đến 28 kWh, một xe mô tô và 40 triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Tại cơ quan điều tra, Thiên và Hiếu khai nhận đã lợi dụng sơ hở của công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ TTT khi đang thi công tại công trình. Thiên và Hiếu đã thực hiện chót lọt 4 lần trộm cắp tài sản. Để thực hiện được vụ trộm, Thiên và Hiếu tiến hành thuê xe cẩu liệu tại tỉnh Bình Dương với số tiền gần 300 triệu đồng rồi chia nhau tiền tiêu xài cá nhân. Hiện công an huyện Dương Minh Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ. Chủ phòng khám ở thành phố Hồ Chí Minh chở cô gái qua đời do nâng ngực đến trại hòm ở Trà Vinh, xưng là nhà từ thiện. Theo tin từ chuyên trang công an thành phố Hồ Chí Minh, vào đêm mùng 4 tháng 7, công an xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh nhận được tin báo của người dân về việc có hai người từ thành phố Hồ Chí Minh lái xe ô tô chở một người phụ nữ đến một trại hòm, yêu cầu khâm liệm và đem mai táng. Công an xác minh hai người này là ông PDH 59 tuổi và con gái ông H 17 tuổi cùng ngủ tại phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là chị NTT 30 tuổi, ngủ tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Theo thông tin từ báo chí, ban đầu ông H khai sáng mùng 3 tháng 7, chị T đến phòng khám của ông để phẫu thuật nâng ngực. Trong quá trình phẫu thuật, cô gái này tím tái, khó thở rồi không qua khỏi. Ông H đưa thi thể nạn nhân lên ô tô rồi cùng con gái trở đến huyện Cầu Kè, sau đó báo cơ quan công an. Theo thuật lại, thời điểm nữ khách hàng qua đời, nam bác sĩ đã tìm trong người nạn nhân giấy tờ ghi số điện thoại kèm tên má Mi, một người phụ nữ nghe điện thoại nhận là mẹ của cô gái, ngủ tại xã Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sau đó bác sĩ cùng con gái chở cô gái nạn nhân bằng ô tô về tỉnh Trà Vinh. Xe lạc đường sang thành phố Cần Thơ, sau đó tiếp tục quay về hướng Trà Vinh. Khi tới xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, điện thoại hết pin không liên lạc được với gia đình cô gái, nên nam bác sĩ cho xe ghé vào một trại hòm. Bác sĩ này xưng là nhà từ thiện, nhờ chạy hòm khâm liệm thi thể cho cô gái với chi phí 20 triệu đồng, đưa trước 2 triệu. Bác sĩ này nhờ chạy hòm bảo quản, hứa hôm sau sẽ có người tới thanh toán đủ tiền và nhận thi thể. Thấy sự việc có dấu hiệu bất thường nên chủ chạy hòm đã báo công an. Rừng dầu cây bang liên tục chảy máu Cây bang là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất tỉnh Gia Lai với hơn 120.000 hectare. Đặc biệt với sự góp mặt của vườn quốc gia Con Ca Kinh và khu bảo tồn thiên nhiên Con Chư Răng, Huyện cây bang được xem là vùng trọng điểm về trữ lượng cũng như chủng loại gỗ, rừng, loại gỗ rừng quý hiếm. Điều này khiến rừng cây bang lâu nay trở thành mục tiêu của các đối tượng lâm tặc. Điển hình, chỉ trong vòng nửa cuối tháng 6 năm 2021, trên địa bàn huyện cây bang đã liên tiếp xảy ra các vụ khai thác gỗ rừng trái phép nghiêm trọng. Theo đó, báo cáo số 248 ngày 28 tháng 6 của Ủy ban nhân dân huyện cây bang xác nhận, từ tin báo của nhân dân ngày 23 tháng 6 lực lượng kiểm lâm huyện Cây Bang phối hợp với lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Gia Lai và chủ rừng kiểm tra khoảnh 3 tiểu khu 25, lâm phần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắc Rong quản lý đã phát hiện 11 cây gỗ rổi, thông nàng và SP5 bị khai thác trái phép. Ngay sau đó cũng tại khu vực này, trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, lực lượng kiểm lâm huyện Cây Bang tiếp tục phối hợp cùng đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng số 1, chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai cùng chủ rừng phát hiện thêm 14 cây gỗ rổi, hồng tùng, xe gừng và xoay bị cưa hạ. Như vậy qua hai đợt kiểm tra, khối lượng gỗ rừng bị tàn phá ở khu vực này lên đến hơn 50 mét khối. Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục cây gỗ rổi và thông nàng đường kính trên dưới 1 m bị cưa hạ nằm rải rác. Những cây gỗ được xẻ tại chỗ và được lâm tặc tẩu tán giờ chỉ còn trơ trọi gốc, ván bìa và cành ngọn. Đáng quan tâm, những dấu vết còn sót lại của khu rừng này cho thấy rừng ở đây bị khai thác trái phép kéo dài đã nhiều năm. Trao đổi về thực trạng này, ông Nguyễn Minh Sự, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắc Rông lý giải. Thực tế một số đối tượng đã lợi dụng nhu cầu làm nhà ở và nhà rông trên địa bàn để khai thác mua bán gỗ rừng. Qua tìm hiểu tại cơ sở, việc người dân phá rừng lấy gỗ làm nhà phát sinh nhiều năm qua, nhất là giai đoạn 2013 đến 2018. Không chỉ rừng liên tục bị xâm hại nghiêm trọng mà việc vận chuyển và hợp thức hóa gỗ rừng khai thác trái phép tại địa bàn huyện cây bang cũng diễn ra rất ngang nhiên. Cụ thể vào tối 20 tháng 6, qua tuần tra khu vực địa giới xã Đắc Sma, lực lượng chức năng của huyện cây bang đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 81C17740 do ông Nguyễn Đình Sang, trú tại thị trấn Cây Bang, huyện Cây Bang, đang vận chuyển 15 lóng, hộp gỗ rổi tròn và xẻ, khối lượng hơn 21 mét khối nhưng không xuất trình được giấy tờ. Sau đó, ông Hồ Ngọc Giao, chủ doanh nghiệp tư nhân Giao Trang có địa chỉ tại thị trấn Cây Bang, xuất trình một bộ hồ sơ thể hiện số gỗ này được mua từ một doanh nghiệp ở huyện Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng từ tháng 2 năm 2015. Tuy nhiên qua kiểm tra, ông Trương Thanh Hà, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Cây Bang khẳng định Hồ sơ và gỗ không liên quan đến nhau. Gỗ trên xe là gỗ khai thác. Hiện hạt kiểm lâm huyện đang phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra làm rõ vụ việc. Cây bang là địa phương có diện tích rừng rất lớn với trữ lượng gỗ cao nên là miếng mồi béo bở thu hút lâm tặc. Hiện trường rừng này, tôi đánh giá bước đầu đã có sự khai thác trong nhiều năm. Gỗ bị khai thác nhiều loại để phục vụ làm nhà cũng như hoạt động thương mại. Do đó, hạt kiểm lâm cây bang phối hợp tích cực với cơ quan cảnh sát điều tra, chủ rừng, chính quyền địa phương kiên quyết làm rõ các đối tượng khai thác, buôn bán trái phép, xử lý đúng pháp luật. Ông Hà chia sẻ thêm. Chỉ tính riêng từ đầu năm nay, các lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện và xử lý 45 vụ vi phạm lâm luật, thu giữ hơn 160 mét khối gỗ. Các chủ rừng được điểm tên vì để xảy ra nhiều vụ phá rừng như ty lâm nghiệp Krompa, công ty lâm nghiệp Lơ Cu, công ty lâm nghiệp Canac, công ty lâm nghiệp Đắk Rong và khu bảo tồn Con Chư Răng. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cây Bang khẳng định, địa bàn là điểm nóng của nạn khai thác lâm sản trái phép. Liên quan đến ý kiến cho rằng, Rừng bị xâm phạm ngày càng nghiêm trọng là do có sự tiếp tay của các lực lượng được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cây ba Nguyễn Văn Dũng cho rằng chưa kết luận được có sự tiếp tay của cán bộ với lâm tặc hay không, nhưng ở đây khẳng định là có dấu hiệu buông lỏng quản lý lâm sản ở địa phương. Lãnh đạo huyện kiên quyết chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ và lâm tặc khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản và yêu cầu cơ quan điều tra kịp thời khởi tố những vụ án được chuyển sang cơ quan điều tra. Mặc dù tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp giữ rừng, song rừng vẫn liên tục bị tàn phá điều đáng nói các vụ việc chỉ được lực lượng chức năng của tỉnh phát hiện khi cây rừng đã bị cưa hạ và gỗ được tẩu tán đã lý giải nguyên nhân vì sao câu chuyện mất rừng trên địa bàn tỉnh gia lai vẫn chưa có hồi kết